Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop Xe 88. Hôm nay thì em sang chi nhánh Vương Thừa Vũ. Hiện tại ở đây thì em đang có một chiếc Tipster Speed Pro phiên bản Shimano 1/2 R7000. Tại sao lại gọi là 1/2? Vì gồm có gạt đề và cùi đề sau là 1.5 R7000 thôi. Còn lại tất cả đều sử dụng của Retropack hoặc là Prowell. Thì hiện tại mẫu xe này có sử dụng một mẫu xe đó là phanh đĩa làm mưa làm gió thời gian vừa rồi. Thực sự nó làm mưa làm gió luôn. Bây giờ hôm nay em về tiếp, đó là bản tay ngang các bác nhé. Hiện tại thì em kiểm tra kho thì còn một chiếc xe này nên em bỏ ra bán, làm video bán sản luôn cho các bác. Thì mẫu xe này hiện tại nó có giá như 18-19 triệu sao các bác. Thì các bác thể alo hotline bên em 0933 522 186 để đặt mua chiếc xe này với giá tốt nhất, ưu đãi nhất. Còn về cấu hình thì em sẽ review cho các bác nào chưa biết về chiếc xe này. Thì ở phía trên thì cái chiếc xe này nó sử dụng dây kéo phanh cơ nhưng mà củ nó lại củ có dầu thôi nhá. Đấy, các bác để ý này, khi em kéo vào này cái bít tông này. Đấy, được chưa? Đấy, đây là bít tông dầu bóp vào rất là đều. Đấy, còn là củ. Đó là dây cơ củ dầu, nó là dây cơ củ dầu. Đấy, tay phanh là tay phanh Evit. Tay đề dùng tay đề Shimano. Hai đĩa 11 níp thôi nhá. Tay nắm là da mềm này. Đấy, cùng với màu đen đỏ của xe này. Bô tăng thì sử dụng tăng ghi đông nhôm, Tipster và dạng ngang. Đấy. Đây là mẫu màu của chiếc Tipster Speed khung carbon. Con này hiện tại thì em đang xem đây nó là size 48 thôi nhá. Size 48 được in trực tiếp trên khung này. In trực tiếp trên khung. Đây, size 48. Đấy, và xe có sử dụng 11 tầng níp. Níp sử dụng níp Sunshine 6EPN 11 tầng. Củ đề sử dụng củ đề Shimano 1.5 R7000 này. Có hai tay dễ dàng nhận biết này. Đấy, gạt đề trước sử dụng gạt đề 1.5 R7000. Đùi đĩa sử dụng đùi đĩa mới nhất Prowell RPL. Đùi đĩa Prowell RPL đúc rỗng, chạy bi bạc đạn. Đấy, Mayer sử dụng Mayer Retropack gắn phanh đĩa Retropack. Vành là vành nhôm Retropack niềng 4cm này. Xăm lốp Innova Pro 725C này. Đấy, phanh dầu. Con này phanh đĩa dầu cực kỳ đẹp. Màu đen đỏ size 48 các bác nhá. Yên Tipster này. Cọc yên carbon này. Cọc yên carbon. Đây, càng trước carbon này này. Mayer trước Retropack dạng lỗ siêu chớn này. Căm là căm dẹt. Ngoài ra thì xe dùng một khóa nhanh Retropack này. Đấy, rất là tiện lợi. Mẫu xe này hiện tại thì đang có giá hơn 18 triệu đồng. Bác thì alo luôn hotline bên em 0933 522 186 để đặt hàng mẫu xe này các bác nhá. Có chưa có website xe 88.vn. Đây là một chiếc duy nhất, chỉ còn một chiếc thôi. Lần trước chắc để sổng nha. Còn một chiếc duy nhất nên các bác hãy alo nhanh hôm nay bên em 0933 522 186 để đặt chiếc xe Tipster Speed Pro 1/2 R7000 phanh đĩa củ dầu các bác nhé. Cảm ơn các bác dành ra để xem video. Xin chào các bác.